con Phật tử giác đạo xin phát nguyện niệm trì 100 danh hiệu hồng danh chư Phật trong bộ kinh Vạn Phật quyển thứ 9 từ thứ tự 7800 vị Phật đến thứ tự 7900 vị Phật. Con chí tâm đảnh lễ Nam mô Công Đức Luân Phật, Nam mô Thắng Vương Phật, Nam mô Bất Khả Hàng Phục Phật, Nam mô Sơn Vương Thọ Phật. Nam mô như thế cả thảy vô lượng vô biên Phật Nam mô ta la tự tại vương Phật Nam Mô Thắng Tạng Phật, Nam Mô Thế gian Tự Tại Thân Phật, Nam Mô Kính Tượng Quang Minh Phật, Nam Mô Địa Xuất Phật, Nam Mô Quang Minh Công Đức Phật, Nam Mô Kim Cang Sắc Phật, Nam Mô Trụ Trì Oai Đức Thắng Phật, Nam Mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật, Nam Mô Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật, Nam Mô Pháp Hải Hống Thinh Phật, Nam Mô Di Lưu Tràng Thắng Quang Minh Ý Phật, Nam Mô Phạm Quang Minh Phật, Nam Mô Bảo Quang Minh Thắng Phật, Nam mô Hư Không Thinh Phật, Nam mô Pháp Giới Kính Tượng Thắng Phật, Nam mô Luân Quang Minh Phật, Nam mô Trí Quang Cao Kê Đâu Ý Phật, Nam mô Già Già Na Đăng Phật, Nam mô Lạc Thắng Chiếu Phật, Nam mô Công Đức Quang Minh Thắng Phật, Nam mô Tịch Thắng Phật, Nam mô Đại Bi Tốc Tật Phật, Nam mô Địa Lực Quang Minh Ý Phật, Nam mô Nhất Thiết Tu Di Diện Sắc Phật, Nam mô Thắng Thân Quang Minh Phật, Nam mô Pháp Thắng Túc Phật, Nam mô Anila Tốc Hành Phật. Nam mô Thanh Tịnh Tràng Cái Thắng Phật, Nam mô Tam Thế Kính Tượng Phật, Nam mô Nguyện Hải Lạc Thuyết Thắng Phật, Nam mô Tầm Quý Tu Di Sơn Thắng Phật, nam mô pháp ý phật nam mô niệm kê đâu vương thắng phật nam mô tuệ đăng phật nam mô quang minh kê đâu thắng phật nam mô quản trí thượng phật nam mô pháp giới hạnh trí ý phật nam mô pháp hải ý trí thắng phật nam mô pháp bảo thắng phật nam mô công đức luân phật nam mô thắng vân phật nam mô nhẫn nhục đăng phật nam mô thắng oai đức ý phật nam mô thế gian đăng phật nam mô tốc quang minh samatha thinh phật nam mô tịch tràng phật Nam Mô Đại Nguyện Thắng Phật Nam Mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật Nam Mô Trí Diệm Thắng Công Đức Phật Nam Mô Pháp Tự Tại Phật Nam Mô Vô Ngại Ý Phật Nam Mô Cụ Túc Ý Phật Nam Mô Thế gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Hống Quang Phật Nam mô Nhất Thiết Thinh Phân Hống Thắng Tinh Tấn Tự Tại Phật, Nam mô Chư Phương Thiên Phật, Nam mô Hiện Diện Thế gian Phật, Nam mô Tri Chúng Sanh Tâm Bình Đẳng Thân Phật, Nam mô Hành Phật Hạnh Phật, Nam mô Tối Thắng Phật, Nam mô Hạnh Đẳng Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thân Phật, Nam mô Thắng Hiền Phật, Nam mô Như Thị Đẳng Thượng Thủ, Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Vô Lượng Vô Biên Phật, Nam mô Bỉ Phật Diệu Pháp Thân Phật, Nam mô Bỉ Chư Phật Sở Thuyết Diệu Pháp Nam mô Bỉ Phật Tam thập nhị tướng Bát thập chủng hảo vô lượng vô biên công đức. Nam mô các thứ đạo tràng cây bồ đề các thứ hình tượng các thứ tháp màu chỗ đi lại ngồi nằm màu Phật ấy. Nam mô Đại tăng Bồ Tát chẳng thối pháp luân, tăng thinh văn chẳng thối tỳ kheo tỳ kheo ni, u bà tắc u bà di, thiên long dạ xoa càn thác bà Atula ca lầu la, cẩn na la ma hầu la già, các thứ trạng mạo tinh pháp luân như lai chuyển pháp luân như lai chẳng thể nghĩ bàn bồ tát ma ha tát phật ấy thảy đều quy mạng nam mô mười sức bốn không chỗ sợ bốn trí vô ngại giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến như thế cả thảy vô lượng vô biên công đức phật ấy công đức như thế hồi thí tất cả chúng sanh nguyện đặng An nậu đa la tam miệu tam bồ đề xá lợi phất quy mạng nam mô thiện nhãn kiếp trung thất thập na do tha phật xuất thế nam mô thiện kiến kiếp trung thất thập nhị ức Phật xuất thế, Nam Mô Phạm Tán Tháng Kiếp Trung Nhất Vạn Bát Thiên Phật xuất thế. Nam mô quá khứ kiếp trung tam thập tam thiên Phật xuất thế, Nam mô trang nghiêm kiếp trung bát vạn tứ thiên Phật xuất thế, Nam mô như thị đẳng vô lượng vô biên chư Phật thiện nam tử thiện nữ nhân muốn diệt tất cả tội hãy nên tắm gội sạch sẽ niệm như thế cả thảy hiệu phật lễ bái nên nói như vậy con từ vô thị đến nay thân khẩu ý nghiệp làm hạnh chẳng lành nhận đến bán kinh kinh phương đẳng, tạo năm tội nghịch vân vân nguyện đều thành tiêu diệt. Xá lợi Phất thiện nam tử thiện nữ nhân muốn đầy đủ hạnh ba la mật, muốn hồi hướng vô thượng Bồ đề, muốn đầy đủ tất cả ba la mật như chư Bồ Tát, hãy nói như vậy, con học hạnh Bồ Tát ma ha tát quá khứ hiện tại vị lai, tu hạnh xả lớn mổ ngực xuất tiêm thí cho tất cả chúng sanh như Bồ Tát trí thắng, vân vân, vì cớ cầu pháp vào hầm lửa lớn như Bồ Tát tinh tấn và vua cầu pháp màu tinh tấn vân vân. Tóm lại mà nói tất cả hạnh nguyện ba la mật chư Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai con cũng thành tựu như thế. Các tràng hoa hương màu, các kỹ nhạc màu mười phương thế giới, con mừng theo cúng dường Phật Pháp Tăng, lại hồi hướng phước đức ấy, thấy tất cả chúng sanh, nguyện nhân phước đức ấy, các chúng sanh cả thảy chẳng đọa đường dữ, nhân phước đức ấy, đầy đủ tám muôn bốn ngàn các hạnh ba la mật, mau đặng thọ ký a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mau đặng địa lớn chẳng thối chuyển, mau thành vô thượng bồ đề xá lợi Phật, hãy nên kính lễ mười phương chư Phật. Nam mô Bất động Phật, Nam mô Tận Thánh Phật, Nam mô Nhật Quang Phật, Nam mô Long Phấn Tấn Phật, Nam mô Tự Tại Quang Minh sinh Phật, Nam mô Thập Quang Phật, Nam mô Phổ Bảo Phật, Nam mô sinh Tự Tại Phật, Nam mô Thắng Tạng sinh Phật, Nam mô Diệm Ý Phật, Nam mô Bảo Tràng Phật, Nam mô Trí Sơn Phật, Nam mô Nhân Quang Phật, Nam mô Sanh Thắng Phật, Nam mô Di Lưu Tạng Phật, Nam mô Trí Hải Phật, Nam mô Đại Tinh Tấn Phật, Nam mô Di Lưu Công Đức Phật, Nam mô Thắng Tạng Phật, Nam mô Trí Đức Phật, Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật. Đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thân chư Phật tốt theo hình, đầu như trái Ma Đà Na, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên đây 7900 vị Phật. Kinh Phật thuyết Phật danh quyển thứ 9 đến đây hết. Cự tán Mười phương thế giới ba đời năng nhân Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh Đêm dài giác mê tình Ba nghiệp gieo thành tướng tốt nguyện nghiêm thân Nam mô thiện huệ địa Bồ Tát Ma Ha Tát Vừa rồi là thời khóa con niệm hồng danh Một trăm danh hiệu chư Phật trong bộ kinh vạn Phật con xin hồi hướng tất cả những công đức tu học, những công đức cúng dường chùa tháp, ấn tống, in kinh, tạo tượng và làm những điều phước thiện lập công bồi đức. Con xin hồi hướng tất cả những công đức này, trang nghiêm, phước báu, cầu siêu cho tất cả ba mẹ, chị em, ông bà cửu huyền thất tổ quá vãng chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên, họ mai và họ đổ đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc. Con cũng nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia cháy chủ, oan gia nghiệp chứa nhiều đời nhiều kiếp cũng được thác sanh về cõi Tây phương cực lạc. Nguyện cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình, đất nước Việt Nam phồn thịnh, tất cả những thiên tai dịch bệnh đều được chuyển hóa và tiêu trừ. Và con cũng nguyện đem tất cả những công đức tu học này hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em và các hàng con cháu, gia đình hưng thịnh, đoàn viên, phước tài lộc thọ, miên trường sở nguyện, sở cầu như ý, dồi dào sức khỏe. Con xin tạ ơn Hội đồng Thánh Thần Tiên Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Vô Lượng, Đại từ tôn, Nam mô vạn ban ngũ hành thánh mẫu nương nương, Tam tòa thánh mẫu tác đại chứng minh cho con. Con xin bày tỏ lòng biết ơn, tạ ơn đất trời linh thiên Phật pháp soi sáng.